Hello, hello, chào anh em nhá. Chào mừng anh em và cô bác trở lại với kênh channel mình ngày hôm nay. Lại thích gọi tài xỉu đây anh em ơi. Chương một gọi cầu tài xỉu chốt lại cực kỳ căng cho anh em tại cổng game TTC. Nay vào vốn 35M6 anh em gọi cầu nhá. 35M6 gọi cầu tài xỉu chốt lại cho anh em thôi. Mới vào gặp ngay một câu 212 rồi. Vào vội cái tài luôn. Cái tài 25 cho chẳng tiền đi ha. Ai xem cái cầu bệt hay là cầu gãy đây anh em ạ. Cầu bệt đẹp tí tới đầu tiên nào, đừng có may mắn không đây anh em ơi. Tài 36 rồi. Ui 36 ra 1 ngay xỉu 10 nhỉ. Hơi khoai tí nhé, vào đúng tới đâu là cái cầu rồi, lỗ mất một tay bằng đỏ đi, đang là ba xíu là 1-1 à. Đây là cái tài cho anh em nhé, cái này khả năng tài đẹp này, 3M này, vừa gõ vừa soi cầu chốt lại, vừa chia sẻ cho anh em kinh nghiệm kiến thức vào cầu chuẩn giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lại cao tại cổng game TDTC trên đường trò chơi ấy. Anh em bà con cô bác mình xem video thấy hay đừng quên lại cho mình mấy cái like, team subscribe đăng ký kênh ủng hộ tôi tí anh em nhé. Gõ cầu chốt lại gọi là căng cực luôn. Đấy, gõ cầu không khó anh em nhé, xem hết những cái video clip trên kênh của mình để có thêm kinh nghiệm này, kiến thức gõ cầu soi cầu chuẩn giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lãi cực kỳ cao tại cổng game TDTC tiền đường trò chơi anh em ạ. Rồi, ok anh em, căng 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 luôn cho anh em mình đây, tiếp tục đánh đến ba đón cho anh em ngay. Xem đây năm nào, tài 43 ra 4, chuẩn tài 11, một tay 3M rồi, ăn là được 500k anh em ạ. Tiếp tục một tay tiếp cho anh em nè, bàn săn cái tài tiếp cho anh em nhé. Này tài lại lực chấm rồi, hợp lý rồi. Cho anh em 2M thôi, 2M nhẹ nhàng thôi, đánh từng tay đẹp đánh xấu bỏ anh em nhé, đều tay cầu mình chuẩn chốt lại với nhau thôi. Cầu đẹp mình chốt lại to mà cầu xấu chốt lại nhỏ nhẹ, an toàn anh em tí nhá anh em. Rồi ơi, cái này hồng tiền, may hồng tiền không là bỡ mồm gãy thêm tay đấy. Bàn đỏ tài 11 à. Ôi, tài 11 cầu này, tài 11 thì biết về đâu, xem mấy cái trước như nào. Tài 11 thì bình thường xác suất tài 11 bet xỉu cao anh em ạ. Cũng dễ gãy tay. Chung là cũng tùy tay đấy, tùy tay thì cầu đấy, mà cầu này chắc gãy xỉu đấy. Đánh lại 11 luôn, bắt cầu bệt luôn anh em nhá. Một một bắt cầu bệt đẹp tí không, hai cây xỉu cho anh em đi, cây 3M cây 2M này hợp lý, hai tây hai cầu hai cây ba đều về xỉu cho anh em luôn nhá anh em. Cầu mà về chuẩn xỉu thì cứ đều tay chốt lại thôi anh em ạ. Cầu mà về chuẩn xỉu thì mình cứ đều tay chốt lại với nhau thôi anh em nhá. Xem cách mình vào cầu chốt lại cho anh em ngay đây, chốt lại không khó, biết cách chốt lại thì mỗi ngày anh em bỏ lên tầm 10 phút anh em gõ cầu chốt lại to chỉ là vấn đề thời gian thôi anh em ạ. Đấy, ok chưa, tiếp cho anh em cái xỉu bằng xanh một tay nữa anh em nhá. Bàn đỏ thì về xỉu chuẩn này, bàn xanh xỉu nữa, bú cả hai tay cho anh em này, hai tay hai quả cầu chuẩn đẹp chuẩn khuôn cho anh em mình luôn. Anh em thấy chốt lại nó uy tín không, phát nào ra phát đấy cho anh em, căng cực như này anh em còn chê không biết chê gì luôn. Đây mình áp dụng chủ yếu là mình sẽ áp dụng cái mẹo gọi là soi cầu theo phiên anh em ạ. Rồi 3M xỉu thông hai tay nào, 62 trống không, trống ui, ra ngay con năm to này, toàn tưởng ra nhỏ đẹp, ra năm to này lại to anh em ạ. Nó đẹp thì còn hấp chứ, cái năm to này thì cái cầu ấy, cái cầu ấy toang em mình luôn một tay. Tiếp tục lại cho anh em, bàn đỏ vẫn là 1-1 anh em nhá, cầu vẫn chưa gãy thì vẫn cứ 1-1 đều tay cho lại thôi. Cứ đều tay cho lại như này thôi anh em nhá. Đẹp đánh xấu bỏ anh em, đều tay đều cầu anh em cho lại với nhau. 35 cái tài bàn đỏ đây cho anh em một tay, xem là chuẩn tay không đây anh em ạ. Cố gắng chốt lại trong khoảng từ 15-20M thôi. 435-16 thì chốc lại từ 15-20M thôi anh em, không còn nhiều đúng không, tham lam quá dễ toan. Tài nào, tài nào, góc 5 ơi, 56 ra 2 quá đẹp, ngay quả tài 13 anh em nhá. Đấy là bằng đỏ anh em ạ, bằng đỏ bằng xanh thì cầu này hai tài ra là xỉu bệt 3 tây, 123 đánh lại 1-1 à. Còn này 1-1 khó ấy, tài đang thiên tài nên sẽ đánh về tài luôn cái to cái 5M nhá. Cầu 5, cầu đang thiên tài đánh luôn với cái tài to anh em, cái 5M đây luôn. Đấy không đánh cái nhỏ luôn anh em ạ, đánh hẳn cái to tướng cho anh em tí đây. Ok chứ anh em, cái tài 5M nhẹ nhàng tình cảm cho anh em mình tí nhá. Chuẩn cầu thì chốt lại chỉ là vấn đề thời gian thôi anh em ạ. Chuẩn cầu, cầu đẹp mình chốt lại to nào. Năm mấy đây? 56 xa 3 này. Ok, cùng tài cho anh em chưa anh em ơi. Ok, quả tài to anh em ở đây luôn anh em nhá. Nó phải chuẩn chỉnh như thế. Rồi. Bàn xanh, bàn đỏ tài 13 cho anh em. 13 ra 6 à, cái này xỉu đẹp không? Vẫn còn xỉu được đúng không? Vẫn còn cầu 1-1 được thì vẫn đánh xỉu tiếp cho anh em thôi. Vẫn còn 1-1 vẫn còn xỉu tiếp cho anh em ở đây thôi. Đấy, cứ như thế mà đánh đều tay mà chốt lại anh em nhá. Như thế đều tay chốt lại với anh em, không hề căng luôn. 3-15 cây xỉu bằng đỏ anh em này. Vừa đánh vừa xoay, vừa vào cầu chốt lại anh em. Cầu nào ra phát đấy này, xỉu này. Ui, rồi 36 ra 3, phát này gãy tài rồi. Phát này hết xỉu anh em ạ, hết phép rồi. Tôi tưởng siêu đẹp phải bú chứ, cái này gãy thì tôi bỏ anh em nhá. Tiếp tục lại cái xanh cho anh em cái tài 3M nhá. Chung gãy cái này đánh cái khác anh em, gãy cái này mình đánh cái khác thôi nhá. Cái lầy mà đánh cái khác cho nên mà không phải phải lo làm gì đúng không, cứ đều tay cầu này nên chúng chỉnh chút lại với nhau thôi. Tài 3M bằng xanh, vừa đánh vừa xoay vừa vào cầu chút lại cho anh em, chia sẻ cho anh em vài cái mẹo vào cầu kinh nghiệm soi cầu chuẩn này giúp anh em tăng tỷ lệ chút lại cực kỳ cao ở đây luôn.
Tài 3M có không đây anh em ơi? 4 mấy đấy ạ? Ui 43 sao một gãy thông hai tay mất rồi. Gãy thông hai tay mất cho anh em. Xem thử cây này bằng đỏ lại anh em, cầu gãy tài rồi. Tài tài trước 3 xỉu chắc cái sau 3 tài luôn nhá. 3 tài lên em cái tài tiếp một tay 5M đi. Em tiếp một cây tài 5M tiếng to anh em luôn anh em ạ. Chốt lại liền tay anh em ngay. Tài 5M luôn em nhé, đánh giờ đánh những cái nhỏ này là để tham 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 gia cầu thôi. Vào tiếng to rồi thì bạn này chắc luôn chốt luôn lại to anh em đấy. Ai xem thử có tài không đây anh em, trúng tài rồi đúng không? Trúng tài rồi tiếp tục cho anh em mình làm thêm hai tay cuối đi. Nốt tay này chắc thêm tay nữa anh em, cầu 321 kết thúc xíu à. Ai đánh lại tài đi ha, 321 kết thúc xíu đánh lại tài anh em đi. 35M xấu mà bây giờ là 40M vẫn đang dương anh em đây, tầm 40M, 4M, 24M thôi. Đấy mình mục tiêu vẫn là từ 10 đến 20M anh em ạ. Chốt được cái lại mục tiêu trong khoảng tầm đấy thì nó hợp lý hơn cho anh em. Đấy cầu đẹp chốt lại to mà cầu xấu thì cứ gọi là chốt cái lại nhỏ nhẹ an toàn cho anh em mình thôi. Có tài, ok, 1466 đẹp rồi, đây anh em ơi, rồi, tay cuối anh em ạ, này ba tài, cầu này tài nhất ba tay gãy à, bàn xanh thì vẫn là 3212, bàn này thì 212 hoặc tài 11 đây, tài 11 bể tay, cái này hợp lý anh em ơi, một cây 1M3 đi, chẳng tiền luôn em nhá, một là mình này vốn bao nhiêu nó tiêu nhỉ, 30, 30, 30, 30 mấy M nó tiêu nhỉ, cái nói chung cái này đánh tài mình thử vận may luôn, vừa đánh vừa soi vừa chốt lại anh em tí nào. 35M6 bây giờ là 43, nếu mà cái này gãy thì sẽ dương tầm 8M. Đấy, cái này ăn thì dương cho em tầm 10M anh em ạ. Ăn thì dương 10M mà gãy thì dương 8M anh em nhé, cũng hợp lý đấy. Anh em nhớ là video clip của mình thì chuyên chia sẻ cho anh em những cái kinh nghiệm và phương pháp kiến thức ở cầu tài xỉu chuẩn này giúp anh em tăng tỷ lệ chốt lãi cực kỳ cao tại cổng game gọi là TDTC thì đừng trò chơi anh em ạ. Đấy, anh em có bất kỳ thắc mắc vấn đề gì có thể comment vào dưới cái video này. Ok chưa anh em? Có cầu chút lại cho anh em mà căng cực luôn, ra ngô ra khoai đàng hoàng luôn. Xem video thấy hay nhớ like, team subscribe đến cái kênh ủng hộ tôi tí anh em nhé. Chia sẻ cho anh em thêm vài cái mẹo gõ cầu vào cầu chuẩn chút lại cực kỳ căng. Rồi tài nào anh em, 45 xa 3 rồi tài rồi, khả năng dương cho anh em là gọi là 10M đẹp rồi. 35M lên 45M6 thì dương 10M cho anh em đây nhé, chút lại thành công nhá. Chung là lại ổn áp rồi anh em. Anh em xem video thấy hay like, team subscribe đến cái kênh của mình. Giờ thì kết thúc video, bye bye anh em và con bác ở đây nhé.